Hello mọi người. Rồi các bạn biết Vi ăn cái gì? Vi đang ăn tàu hũ chấm mắm tôm. Cảm ơn mọi người. Ngon không? Không ăn cơm tại vì nhiều tàu hũ quá, nên là Vi ăn không. Tàu hũ Vi mua về Vi chiên, Vi cắt cục cục nhỏ nhỏ xong Vi chiên. Cà pháo thì cũng mua về, nó có sẵn ở trong hũ à. Mua về cắt ra rồi ăn với cơm thôi, lẹ làng. Cà pháo thì rất là giòn. Mắm tôm á thì Bi mua nó ở trong cái hũ á, xong rồi Bi múc ra chén, rồi Bi bỏ, Bi nặn chanh vô, Bi bỏ đường, rồi Bi bỏ tí xíu muối cho nó loãng ra một tí xíu, rồi quậy nêm nếm, nếu mà thấy mặn thì cho thêm đường, rồi nhắm vừa ăn thì mình ngon thôi. Bây giờ thì Bi chuẩn bị Bi make up xong rồi Bi quay video. Rồi Bi sẽ đi đi chợ. Đang là tính hôm nay hôm đây, nhưng mà đi để mua một tí xíu đồ cần. Cái này Bi mua ở chợ Nadinai Grand Market, nó là chợ tàu như là vậy. Bi thích xài cái shuashu này ghê luôn á, kiểu như nó vừa vặn, nó không có quá dày nhưng mà nó vẫn che phủ được. May bên này Bi có dùng nha đam á, nên là cái lỗ chân lông của Bi nó xe khách lại á, make up nó cũng đẹp hơn nhiều. Ở trong mấy cái chỗ kia nó cũng bán kiểu như cái hũ nha đam á, nhưng mà ở trong đó thì nó cũng có chất này chất kia á. Nếu như mà được á thì nên dùng cái loại mà giống Bi cắt ra từ cây á, tại vì nha đam Bi thấy ở ngoài nó cũng bán á, mà nó bán cũng mắc lắm. Mà hay sao nhà Bi có quyền một cái bụi nha đam. Bi nghĩ là chắc ba Bi cũng muốn là dẹp cái cây đó rồi, nhưng mà thấy Bi xài á nên là để đó. không có dẹp hay sao á. Tạm bữa ba Bi thấy bi cắt á, ba Bi mới hỏi là Bi xài dùng làm cái gì. Chắc cũng tính là tiễn dòng em đó đi rồi, nhưng mà Bi cần xài nên là giữ lại. Hôm qua tẻ chân mày giờ thấy nó gọn gàng dễ sợ. Hôm nay Bi cũng sẽ dùng cái của Benefit, xài thấy thích ghê. Bi quên là Benefit có một cái mascara nữa, cái này là Super Curling Lift Mascara, là nó sẽ làm cho lông mi của mình nó cong hơn này, và nó sẽ giống như là giữ nó không có bị sệ xuống. Dễ thương chưa? Nó gọi là Roller Lash. Tại nhiều khi Bi xài mấy cái mascara kia, khi mà mình bấm cong rồi đó, xong rồi mình xài mascara cái tự nhiên nó không còn cong nữa. Bên có bên không ha. Hôm qua Bi có nhận mấy đồ của L'Oreal nhưng mà bị chơm hết, còn có ba cái. Hà mẹ với chị Bi không xài được nên là bỏ lại. Nếu như bạn nào mà có xem Instagram của Bi á, thì Bi có post lên ở cái phần story. Qua quên quay lại nha, quên vlog lại. L'Oreal cho Bi mấy cái gì, hai ba cái cây chân mày, rồi như là eyeliner, rồi bốn cây son. Tại vì cái màu này không ai dám xài á. Để tí nữa Bi sẽ thử. Sợ, tại vì hồi đó giờ Bi không có dùng cái màu này lên mặt, nhìn nó tái lắm. Đây là bronzer.
Cái này thì nó giúp cho cái mặt của mình nhìn nó kiểu như nó nhỏ hơn, nó thu lại. Giờ này biết cũng lười là xài mấy cái này, tại thấy mặt mâm kệ, ai cũng thấy mặt mâm rồi nên là không có sợ sợ bị chê nữa, tại vì bị chê nhiều rồi nên là chai rồi, không còn sợ nữa. Nhìn thấy nó kiểu như là nó có kim tuyến á, nhưng mà thoa lên nó là nó không có kim tuyến nha các bạn ha. Đánh lên những mâm nha. Ok, thường thì bây dùng cái bản này của Anastasia Beverly Hills, nhưng mà cái bản này nó hơi đắt, với lại nó có 6 màu nhưng mà đâu có dùng hết mấy cái 6 màu này đâu. Bị chỉ dùng có màu này, với lại nhiều khi mix với lại màu này với nhau. Còn ở trên đây highlighter nhưng mà ít có dùng. Nên là nếu như mà các bạn muốn có bronzer thì Vi nghĩ là các bạn nên mua cái này, rẻ nữa mà nó nguyên một cái bự như thế này. Môi hả? Để Vi dùng thử cái màu này coi. Đó giờ chưa bao giờ mà dùng cái màu này. Nhìn mình nó không có sức sống thế nè. Tại vì Vi đánh mắt cũng lợt á. Nếu như mà các bạn tập trung vào cái phần mắt á thì các bạn có thể sử dụng cái màu môi này là quẻ. Hôm nay dùng Kat Von D đi hả? Đa số son Vi toàn là màu tươi không. Cái chất son này nó có cái độ dưỡng á, nên là nó không có bị khô môi. Màu này là màu Double Dare. Bi xài cái cây này là muôn năm, khi mà đánh lại không hỏi. Đánh thêm một tí má hồng. Má hồng Bi dùng của Becca, cái màu là Snapdragon. Bánh của mình đâu mất tiêu. Thường á trên xe của Bi á có rất là nhiều bánh. Bữa Bi có mua cái bánh này ngon này các bạn. Nó giống như là cọng mì gói vậy đó. Hả? Y như mì gói. Nó có hai loại, nó có loại cay, loại không cay. Bi ăn loại cay ngon. Bi nhớ là Bi còn một bịch bánh nóng nữa. Nhưng mà hôm qua anh Khoa đi xe này á, chắc là ăn mất tiêu của Bi. Cái này ở 99 cent thôi. Cái keo này Bi thích ăn lắm nè. Tại vì nó vừa có cái bánh ở ngoài, nó mềm, ở trong chính giữa nó có kem ba màu.
strawberry vanilla với lại sô cô la. Hồi sáng giờ thì Bi đã Bi nằm Bi edit video xong rồi, Bi edit xong rồi một chút về thì sẽ up lên à, cái đó chỉ là cái vlog thôi. Đang phân vân không biết là có nên đi đi mua bô bà hay không. Một tuần nay Bi không uống bà bà. Năm qua có uống tí xíu nhưng mà không phải cái loại Bi thích nè. Nhưng mà cái chỗ một rong này hình như là nó làm lại rồi. Hôm bữa thì nhìn khác lắm, hôm nay tới là nhìn khác hoàn toàn luôn. Nhìn thấy nó nhiều đồ hơn. Đang là Bi tính là đi 99 cent xong rồi qua chợ chợ tàu, nhưng mà ở trong 99 cent có những thứ mà Bi cần luôn, nên là không cần phải đi chợ tàu nữa mà Bi sẽ đi đi lên hướng mua bô bà, nên là cũng phân vân biết có mua nên mua không? Cũng thèm, thôi kệ tí đi mua. Bi đi lên đó, đi vào một cái chỗ kia để mà Bi cần quay chụp hình á. Còn xíu lắm thì cho mình miếng. Nó hơi bị lạc ha, không có đường sao. Quên bỏ đường. Công tình chạy tới đây kỳ thật. Bây giờ đi về nhà không biết đi đâu, đi thì lại tốn tiền nên là không đi, đi về nhà cho chắc, không thôi thì lại tốn tiền. Hello các bạn, hồi nãy thì Vi nói là Vi về nhà Vi không đi mua cái gì hết, nhưng mà thật ra là Vi có ghé tới một
chỗ ghé Walmart, tại vì chỗ đó thì nó có một cái đồ micro để mà mình hát karaoke. Vi đã mua một cái này. Thế nào tối nay hai vợ chồng cũng dành ca. Cái này là Pop Solo đó, màu hồng. Với lại Bi mua vớ, tại vì cái đống vớ của Bi với anh Khoa trộn chung với nhau á, nhưng mà bây giờ hả không biết là nó đi đâu hết, đôi nhưng mà chỉ còn có một chiếc thôi. Nên là mua vớ xong rồi sẽ vứt đóng mà toàn là một chiếc không á. Tại vì á mỗi đôi á nó có kiểu khác nhau nên là nó không có thể nào mà mang chung được. Nên là bây giờ toàn là một chiếc. Nên là mua vớ và mua màu đen thì nó sẽ không bị dơ. Hồi nãy thì Vi cũng có mua cho mình một cái hũ biotin. Cái này là 10.000 microgram cho một viên, thì mỗi ngày sẽ dùng một viên. Cái này thì tốt cho tóc, cho da, cho móng tay. Thì khi mà Bi uống cái này thì cái móng tay của Bi nó sẽ khỏe hơn, nó chắc hơn, nó không bị gãy. Nếu như mà các bạn uống thì da của các bạn nó sẽ như là nó sẽ không có bị mụn mất. Với lại tóc thì nó sẽ ra nhanh hơn, sẽ hay là sao khỏe hơn. Với lại một hũ vitamin B12, B12 á. Cái này thì là dạng gummy thì dễ uống hơn là cái dạng thuốc bình thường á. Cái này giống như mình ăn kẹo bình thường thôi, thì mỗi ngày sẽ là hai viên này. Vitamin B12 thì nó rất là tốt cho máu này. Hôm bữa thì Bi có mua một hũ thuốc nhưng mà uống 3 viên một lần mà uống thấy ngán quá nên là Bi sẽ thay đổi. Ngày hôm nay thì chắc là Bi sẽ dùng một viên biotin với lại một hai viên hai cái gum mì của B12, còn qua ngày hôm sau thì Bi sẽ dùng cái hôm bữa Bi mua. Đấy, bây giờ là 6 giờ rồi. À, để mở cái karaoke ra. Ôi rách rồi. Đây, đẹp chưa? Màu rose gold. Thật ra thì ngoài có karaoke nhưng mà lớn quá nên là mua cái này ca đỡ. Với lại sợ hàng xóm chửi cho. Nào mình lại cùng like đây la la. Chơi cho nó hết tối nay ngồi chuông gà. Quăng tóc cây bom, quăng tóc cây bom, quăng tóc cây bom, tóc cùng chơi vòng tròn. Quăng tóc cây bom, quăng tóc cây bom, tóc cùng chơi vòng tròn. Hôm nay là thứ mấy? Chắc chắn là thứ hai. Nhưng mà giờ bây giờ em đã quên đi, em đã bỏ đi, em đã xót xa những gì đã có, những gì em đã từng cho nó là bình cựu mà không một lý do. Ngày em đi trên cùng quay sóng gió. Yeah. Mình vui bên ai còn anh âm thầm chịu đựng bao nỗi cô đơn, bao nỗi nhọc nhằn, bao nỗi xót xa. Mặc từng cảm nhìn chẳng cho có gì xảy ra, hay là tại con tim hoang đá, không bạn bè, không gặp người xa lạ. Giản dị và dịu dàng như đóa ngọc lan em, nhưng em trở thêm đàn bên lan can. Cửa sổ anh nghe ngôn nên chẳng thể ngờ em có ngày thay đổi như ngày hôm nay. Hôm nay mình sẽ ăn mì vịt tiều. Của mẹ đi nóng nên là mỗi tuần là phải về lấy lương thực. Mẹ Bi cho một hai ngày thôi, kiểu như là ngày thứ bảy Bi đi xuống đó, xong rồi Bi sẽ lấy đồ ăn cho thứ bảy, chủ nhật hoặc là thứ hai nếu mà mẹ cho thêm, còn ở trong tuần thì tự xử. Đó, mẹ nấu sẵn rồi. Bây giờ thì mình chỉ cần hâm lại thôi, rồi luộc mì, luộc rau, xong rồi nước thì sẵn hết rồi. Wow, này quá. Wow. Đầy nhóc luôn.
vắt thêm nồi nước hâm mì, luộc mì. Chắc là Bi sẽ đi đi tém xong rồi ra là nó sẽ vừa sôi. Đây là mì, mì hiệu cái tô. Thật ra là cái hiệu nó là cái tô. Nước sôi. Chưa hấp dẫn. Hiii.